Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá tiêu hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2021, được phát trên kênh ZQYS. Lời đầu tiên về bản tin giá tiêu, ngày 11 tháng 10 năm 2021 hôm nay, ZQYS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh, bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19 là bởi nguồn cung giảm sút. Trong khi nhu cầu thị trường thế giới vẫn tiếp tục tăng do đang vào mùa lễ Tết cuối năm, giá tiêu liên tục lập đỉnh mới, khiến nông dân trồng tiêu rất phấn khởi, tạo động lực cho bà con quan tâm đầu tư chăm sóc cây tiêu hơn trước. Hiện các vùng trồng tiêu đang vào cuối vụ đậu trái, nhiều vườn đang vào giai đoạn chắc sỏ, cần đầu tư bón phân, thoát nước, phòng trừ sâu bệnh. Điều đáng khích lệ là hiện nay, xu hướng trồng tiêu ở nhiều vùng đã có sự thay đổi. Với giá tiêu bán ra như hiện nay, nông dân trồng tiêu đã có lợi nhuận tốt. Đặc biệt nếu trồng tiêu hữu cơ, giá bán có thể cao hơn tiêu thường khoảng 20%. Với đà tăng giá tiêu hiện nay, ngành hồ tiêu Việt Nam có kỳ vọng trở lại là một mặt hàng thu cả tỷ đô la Mỹ như 5 năm trước đây. Hiện giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang ở mặt hàng cà phê và tăng nóng ở mặt hàng hồ tiêu. Như vậy, giá tiêu hôm nay 11 tháng 10 năm 2021 tại thị trường trong nước tiếp tục phiên tăng mạnh 1.000 đồng cho đến 2.000 đồng 1 kg. Lập đỉnh mới ở mốc giá 87.000 đồng 1 kg. Theo như báo cáo giá tiêu của các tỉnh thành gửi lên cho biết, giá thu mua hồ tiêu trên cả nước ngày hôm nay đang giao dịch ở mức 82.500 đồng 1 ký cho đến 87.000 đồng 1 kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận ở mức 85.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Còn về tỉnh Gia Lai ngày hôm nay, giữ mức giá 83.000 đồng 1 kg, không ghi nhận thay đổi mới so với ngày hôm qua. Đối với tỉnh Đắk Nông, leo lên mức 85.000 đồng 1 kg, ghi nhận tăng 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 87.000 đồng 1 kg, tăng mạnh 2.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Với mức giá này, thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là tỉnh dẫn đầu giá thu mua hạt tiêu cao nhất của cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, Bình Phước đang tiếp tục ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay leo lên mức 86.000 đồng 1 kg, ghi nhận tăng 1.500 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai, tiếp tục giữ giá thu mua thấp nhất của cả nước là 82.500 đồng 1 kg, mặc dù cũng ghi nhận tăng 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Rick Hughes xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!